tôi chuyên sản xuất các sản phẩm thủ công thân thiện với môi trường từ cỏ bàng, đặc biệt là ống hút từ cỏ bàng. Đây là dòng sản phẩm thay thế cho nhựa và do đó giúp giảm thiểu việc sử dụng nhựa tại Việt Nam, là quốc gia đứng thứ tư thế giới về phát thải rác thải nhựa nhiều nhất ra đại dương. Việt Nam sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ các sản phẩm thân thiện với môi trường này. Trước năm 2021, sản phẩm từ cỏ bàng của chúng tôi chưa tiếp cận với thị trường quốc tế với số lượng lớn, đặc biệt là châu Âu và châu Mỹ. Greenjoy thiếu thông tin về thị trường này, thiếu thông tin về khách hàng và các quy định về nhập khẩu. Đại dịch Covid-19 khi đó lại là một trở ngại nữa mà chúng tôi phải vượt qua để tiếp cận người tiêu dùng nước ngoài. G-Export Accelerator là chương trình tăng tốc kinh doanh dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam để hỗ trợ tăng trưởng từ hoạt động xuất khẩu, đặc biệt trong thời kỳ Covid-19. Điểm khác biệt so với các chương trình hỗ trợ khác là chương trình được xây dựng phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi doanh nghiệp, có sự kết hợp giữa đào tạo, tư vấn, kết nối giúp cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế. Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, Greenjoy đã được tham gia chương trình hỗ trợ chuyên sâu G-Export từ ADB dưới các hình thức hội thảo chuyên đề, tư vấn 1-1 và bootcamp đào tạo chuyên sâu. Nhờ chương trình tư vấn doanh nghiệp này, tôi đã có thêm nhiều thông tin về nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược xuất khẩu, đóng gói nhãn mác theo quy định của EU và kỹ năng xây dựng câu chuyện về sản phẩm thương hiệu và quy trình hoạt động xuất khẩu. Sự hỗ trợ của IDB đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp công ty tăng trưởng đáng kể trong năm 2022. Trong năm này, xuất khẩu đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Doanh thu từ xuất khẩu của năm 2022 tăng gấp 3 lần so với năm trước đó, góp phần đưa tổng doanh thu tăng 200%, lực lượng lao động tăng gần 30% và số hộ nông dân cung cấp cỏ bàng cho chúng tôi tăng 67%. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi đã thành công trong việc thâm nhập vào thị trường B2C ở Hoa Kỳ và châu Âu. Chúng tôi không chỉ phát triển được mối quan hệ đối tác với 6 quốc gia phát triển, mà còn đăng bán được 15 sản phẩm của Greenjoy trên Amazon Mỹ nhờ chương trình tư vấn kinh doanh do dự án này hỗ trợ. Chúng tôi rất vui vì đã hỗ trợ nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa trên toàn thế giới và mang lại sinh kế bền vững hơn cho người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long.